thấy con của cô kia chơi cái con này nè. Thôi mình mang là đẳng trả cho cô đi con. Dạ mẹ. Con siêu nhân đó là của con cô đó, bỏ quên như các bạn. Con là quả đen và Hân rất là không thích nên hay giận dỗi. Dầm quả lúc nào đi làm ngư nó không dầm ngư này tôi dầm quả. Hai ơi, vô khi mẹ dẫn giải ngựa rồi. Yes. Hai chị em mình cùng đi đi. Mẹ mẹ, chiều nay mẹ dẫn hai chị em con đi cưỡi ngựa đi mẹ. Đúng rồi mẹ, là hai em con đi đi mẹ. Dạ, ui em nhờ đưa được đi luôn. Được rồi, để mẹ dẫn đi. Cuối cùng mày cũng dừng lại rồi nè các bạn ơi. Rồi Hoàng Kim xuống đi con. Hai mẹ con mình qua đón Gia Hân nghe. Rồi đây mẹ thả xuống nè. Sao có con siêu nhân cưới Gia Hân kìa mẹ. Hồi nãy con chơi nè con thấy vậy. Hồi nãy mẹ thấy con của cô kia chơi cái con này nè. Thôi mình mang là đẳng trả cho cô đi con. Dạ mẹ. Con siêu nhân đó là của con cô đó, bỏ quên như các bạn. Biểu cảm của Gia Hân khi bị mọi người chọc. Đốt cửa nè. Đốt cửa nè. Chọn gì cái đó, người ta bình thường đó, đâu làm lại Út Chinh. Giận Út Chinh sao? Út Chinh chê con là quả đen sao? Gia Hân có cái tên ở nhà rất là dễ thương là chim sẻ nha các bạn. Mọi người hay chọc Gia Hân, gọi Gia Hân là quả đen. Gia Hân rất là không thích nên hay giận dỗi. Dầm quả lúc nào đi dầm ngư nó không dầm ngư này tôi dầm quả. Khi bị chọc không có thú cưng nuôi. Trời con có hai con luôn bự như sắp bự. Tặng bánh cho mẹ khi mẹ chuẩn bị ăn thì oh no thôi mẹ ơi mẹ thôi mẹ ơi con mua tặng mẹ thôi đứa bán con ăn đó mẹ ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi, con lại thằng đi cơn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.